nhà ơi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho cả nhà. Nhà ơi, đây là kẽm bò nghe cả nhà. Mà
Đây, trông rất là ngon luôn cả nhà. Bây giờ đã xong rồi nè, bây giờ là video mình đến đây rồi, xin tạm dừng. Xin cả nhà hãy cảm ơn và chia sẻ. Mình xin chân thành cảm ơn. Thì mình có nhiều động lực làm video này.